nhan sắc của Hậu Hoàng hiện tại như xé chuyện bước ra. Hậu Hoàng được nhiều netizen khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Chiều 16 tháng 10, Hậu Hoàng hút ống kính truyền thông khi xuất hiện tại họp báo ra mắt chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Cô nhuộm tóc màu vàng, tạo kiểu với mái bằng và uốn xoăn sóng buông lơi và thắt bím. Nữ YouTuber cũng chú trọng layout make-up khi xuất hiện tại sự kiện lần này. Kiểu trang điểm tông hồng nhạt, nhấn đậm phần mắt càng làm cho cô nàng trông cuốn hút và lạ mắt hơn thường ngày. Nhiều người nhận xét nhan sắc Hậu Hoàng ngày càng thăng hạng, trông chẳng thua kém bất kỳ sao V-Beat nào. Xinh quá, nhận không ra luôn đó, sao cô ấy càng ngày càng đẹp vậy, nay đúng là chị đẹp rồi đó, có thua kém bất kỳ mỹ nhân nào đâu. Mặc giản dị mà vẫn đẹp quá, thích cô gái có nét đẹp như này, vui tươi, năng lượng và hoạt bát, là những bình luận của cư dân mạng. Trước đó, Hậu Hoàng gây bão mạng xã hội khi góp mặt trong danh sách chị đẹp tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Được biết, cô mất gần một tuần để suy nghĩ trước khi gật đầu đồng ý với mục tiêu vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đồng thời, Hậu Hoàng cũng muốn mang nguồn năng lượng tươi trẻ của bản thân giao lưu, kết bạn, học hỏi với các nghệ sĩ tham gia chương trình. Thời gian gần đây trên trang TikTok cá nhân, Hậu Hoàng chăm chỉ đăng tải clip nội chú chị đẹp, hút hàng triệu view. Cô nàng cho thấy sự hòa tan và kết nối nhanh chóng với những ngôi sao khác. Vì đã có quãng thời gian dài làm nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội, Hậu Hoàng không chỉ bắt chen rất nhanh mà còn có khả năng giao tiếp cực đỉnh. Chị nào cũng mến. Người hâm mộ hy vọng sẽ thấy cô với những phần thể hiện ấn tượng trên sân khấu, đồng thời là sự lột xác về phong cách. Hậu Hoàng, tên thật Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995, được biết đến là một trong những YouTuber nổi tiếng với các video remake lại các ca khúc trăm triệu view, được mệnh danh là thánh nữ nhạc chế. Hiện tại, cô bạn sở hữu kênh YouTube với 8,27 triệu người theo dõi và TikTok với hơn 6,5 triệu follower. Những năm trở lại đây, ngoài việc sáng tạo nội dung đa nền tảng, Hậu Hoàng thử sức với vai trò MC và khách mời của những chương trình giải trí trên truyền hình như Sao Nhập Ngũ, Bảy Nụ Cười Xuân, Kỳ Tài Thách Đấu, Game Show Trạng Nguyên Nhí trên VTV. Trước đó, cô nàng cũng từng nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, đổi mới phong cách đầy quyến rũ ở độ tuổi trưởng thành.